Đây là đường ra bến đò Thuận Giang để qua bên bờ kia sông huyện Phú Tân, kính chúc quý khách thượng lộ bình an. Đó, mình đi bến đò Thuận Giang sẽ qua bên bờ kia sông là huyện Chợ Mới An Giang. À, các bạn, mình đã tới ngay bến đò Thuận Giang, mình sẽ mua cái vé xe hết 30.000 để mình qua bên bờ kia sông. Bên đây là huyện Phú Tân, bên kia bờ sông là huyện Chợ Mới An Giang. Đó, thì mình phải đi bằng đò qua. Thì phà bên đây là phà lớn nha các bạn. Đó, đây là phà lớn. Bên đó là Chợ Mới An Giang nha các bạn. Đó, mấy cái phà đó chạy qua. Bên đây là huyện Phú Tân. Đó, bên đây là phà từ Chợ Mới An Giang chạy qua Phú Tân. Phà này là phà lớn, không phà hai đầu. Đồng này nước chảy rất là mạnh ha. Đây, xe của mình đâu đây? Đây là đường này là bên Chợ Mới. Mình đi đến cái này là xã Kiến An. Khách mình gần cầu Hòa Bình nha các bạn. Đó, cái đường bên đây nó cũng hơi khó đi mà khách này không biết sử dụng Zalo, không có gửi định vị được. Tìm nhà nó cũng hơi khó khăn. Bến đò mà Tân Trung mà khách không nói là ngay bến đò Tân Trung mà chỉ là cái cầu Hòa Bình, mà cầu Hòa Bình thì mình định vị lên Google chẳng biết luôn. Đó các bạn, đây là khu vực bà con đây trồng rau này, trồng hành nè, trồng hành trồng hè quá trời luôn. Đây hành nữa, phải. Đó, cái cầu Hòa Bình là phía trước luôn á. Trời ơi, tìm bá đời, tìm hồi nãy giờ gần một tiếng đồng hồ, chạy lòng vòng. Em đã đợi luôn mới tới nhà khách VIP của mình các bạn. Rồi, chờ sẵn bàn nhậu thôi bà nào. Bên kia hay bên đây? Bên đây. Rồi, tới nhà luôn. Đây, vừa xài bệnh, vừa xài điện trực tiếp luôn. Đây là lo kéo 5 tấc gập nha các bạn. Đây là mình đang ở ở đây là Chợ Mới An Giang hả? Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là cái lo cao cấp 5 tấc gập của bên xưởng lo Thanh Cao đã về tới đây. Đó, thì mẫu lo này là mẫu lo xài bát 5 tấc và trung kép array, mẫu mới giờ nha các bạn, cho âm thanh ra rất là hay. Cái này đặc biệt, cái bo này là có reverb kìa. Này reverb. Reverb là mình ca có độ gian á. Ca sĩ thường là ca reverb. Là chỉnh cái lúc đó. Này là delay, echo, reverb. Cao kê là quan trọng chỉnh. Dạ, ba lúc đó đó. Dạ. Máy về nhạc hay sao? Dạ dạ. Preparing and initiating phase test. Preparing and initiating bass test. Bass.
Preparing and initiating vocal test. Con sao đứng nào tôi hâm con vừa
Đã khách đã test xong lo, bây giờ đã hướng dẫn khách để sử dụng cái sản phẩm mới. Xưa giờ là chỉ hát karaoke thôi chứ không có sử dụng những sản phẩm lo mới này. Bây giờ mình đang hướng dẫn cho khách sử dụng luôn nha. Thì bên mình bán lo sản phẩm nguyên cây, nguyên đai, nguyên kiện, thì nguyên con thì mình sẽ bảo hành cho khách hàng mình 1 năm, đổi mới trong vòng 1 năm. Còn mình bán linh kiện thì bảo hành 6 tháng cũng đổi mới luôn nha các bạn. Bạn cứ an tâm về chất lượng và dịch vụ bên xưởng lọt của mình. Hôm nay mình có mặt chợ chợ mới An Giang, nhưng mà chỗ này đường đi rất là xa. Mình đi cũng đi rất là xa mới tới được cái khu này. Do đường ngoằn ngoèo, đường dọc này kia, mình không có rành đường, nên khách hàng chỉ mà mình hỏi Google thì Google cũng không biết.